Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi đọc báo, điểm qua một số bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các mặt báo số ra sáng nay. Tuần qua thì các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn. Hiện thì lãi suất huy động của hầu hết ngân hàng thương mại, dù áp dụng tất cả các hình thức khuyến mại, đều ở mức dưới 7% một năm. Lãi suất tìm mặt bằng mới là bài viết trên Thời báo Ngân hàng. Theo thời báo ngân hàng thì hiện một số ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và có số dư lớn. Để đẩy mạnh tín dụng, ngành ngân hàng vẫn đang nỗ lực triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, đồng thời giảm thêm lãi suất vay sông tăng trưởng tín dụng được dự báo khó có thể đột biến trong những tháng cuối năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tiềm lực quảng cáo ngoài trời rất lớn với trên 1.600 vị trí chuyên để quảng cáo thương mại và hơn 1.400 vị trí cổ động chính trị, mỗi năm dịch vụ này thu về hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng phát sinh không ít quảng cáo trái phép, làm thế nào để quản lý vấn đề này là bài viết trên báo đã Đoàn Kết. Việc chậm ban hành quy hoạch quảng cáo đã dẫn đến nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đại đoàn kết thì cần minh bạch đấu thầu để doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có cơ hội cạnh tranh công bằng, tạo môi trường văn hóa kinh doanh quảng cáo lành mạnh. Trong khi đó thì nhiều đại biểu nhấn mạnh là cần bổ sung quy hoạch quảng cáo tại các đường vành đai, metro và đặc biệt là ở các khu đất công. Việc quảng cáo tại đất công sẽ giúp tránh lãng phí, tăng nguồn thu cho ngân sách và tăng hiệu quả tuyên truyền. Trái với thông lệ xưa cũ khi mà các cuộc thi Hoa hậu thì chỉ có vào năm chẵn. Trong năm 2023 đã chứng kiến tới hàng chục người đẹp Việt đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Á hậu trong các cuộc thi lớn nhỏ. Bài viết trên báo Nông Thôn ngày nay. Sự xuất hiện liên tiếp của Hoa hậu, Á hậu trong hai năm qua khiến khán giả trở nên ngán ngẩm. Theo Nông Thôn ngày nay, đây là một thực trạng rất đáng báo động và cần được xem xét bởi lẽ, việc bùng nổ các cuộc thi Hoa hậu với tần suất và số lượng lớn sẽ dẫn đến tình trạng khó kiểm soát trong công tác tổ chức, chất lượng nhan sắc, tài năng của thí sinh. Sự bảo hòa của các cuộc thi Hoa hậu trong hai năm trở lại đây tạo nên nhiều bất bình trong dư luận. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, đây có thể cũng là một tín hiệu tích cực nhằm trả lại đúng vị trí cho những cuộc thi nhan sắc. Và theo Hồng ơn thì với một góc nhìn tích cực thì đây chính là cơ hội để cho các cô gái trẻ có cơ hội được thử sức mình, học hỏi, trui rèn và phấn đấu. Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều cuộc thi có tiêu chí rất khó, không hề dễ dàng và để đạt được vương miện thì phải có ngoại hình sắc phóc phải giỏi giang trong việc giao tiếp học vấn và ngoại ngữ và có cả những hoạt động truyền cảm hứng nữa và để có một thi, cuộc thi hoàng hoa ho, hậu có thể đi được đường dài cũng như là để lại ấn tượng trong mắt của công chúng thì chắc chắn là ban tổ chức cũng như là các đơn vị cần sự chỉnh chu chuyên nghiệp trong việc đầu tư chất xám một bài viết đáng chú ý khác thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra đề xuất trợ cấp 1.000 đô la Mỹ mỗi xe cho người mua ô tô điện. Đây được coi là chính sách nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện từ ô tô sử dụng xăng dầu sang phương tiện thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, cần hạ tầng đồng bộ thì xe điện mới phát triển được. Bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị. Theo báo Kinh tế và Đô thị thì xe điện là xu hướng nhưng hướng đầu tư thì vẫn chưa thật sự dễ dàng. Muốn phát triển xe điện thì hạ tầng phải đi trước. Hiện nay thì trạm sạc điện vẫn mạnh ai nấy đi, chưa đồng bộ. Hạ tầng trạm sạc cho xe điện còn hạn chế. Nếu muốn triển khai rộng rất cần bố trí thêm trạm sạc ở trung tâm thương mại, công sở. Theo các chuyên gia thì một mình chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang ô tô điện mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra là không đủ và sẽ chỉ như là đá ném ao bèo. <laughs>